là Sáu Xin Chá. Sáu Xin Chá. Cái khu này là một cái khu rất là cổ của Thái và có rất là nhiều quán ăn ngon, cho nên là hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn những cái quán mà thật ra mình có coi trên cái video của anh Alex, để mình đi xem là những cái quán đó như thế nào nha. Quán đầu tiên mà mình muốn đi ăn đó là quán Meat Portiona Kapopla, có nghĩa là cái món súp bao tử cá, nhưng mà họ không có cho ăn tại quán, chỉ cho đem ăn về, cho nên là mình sẽ đi vào đợt sau. Hôm nay đi chủ nhật không có lựa ngày, nói chung là toàn gặp quán phần lớn là đóng cửa. Bulana mà mình gọi cái sợi này là sợi hủ tiếu bự, để mình thử coi là nó như thế nào. Ăn miếng thịt trước. Thịt nó rất là mềm luôn, tan chảy trong miệng. Ăn sợi hủ tiếu này chung với lại rau hạt hà ná. Hạt hà ná là gì? Cải rổ đúng không? Rất là thơm, cái mùi mà lúc mà mình xào xong rồi cái chảo nó bị cháy cháy ha. Mình có nghe cái mùi rất là thơm. Rồi cái sợi này nó cũng mềm đó. Ok, món này nên thử. Quán này tên là Rana Yothak Food CCP. Nghĩ là tên là Rana Yothak 40 năm rồi, CCP có thể nó mở rồi 40 năm rồi. Nên khi nào đến có thể thử được. Cứ search Google, đi đến cái khu thử xá này, cứ search Google quán nào là đi đến quán đó ăn, nhưng mà nó cũng gần gần nhau, rất là dễ đi. Một cái món của ốp là bò mì giống nhau nhưng mà đều là khác cái sợi thôi. Cái sợi này là cái sợi mì giòn, mì gọi là liên quan này là hả? Mì gòm. Mì gòm là mì giòn. Để mình thử cái sợi mì trước nha. Hoàng lón. Lón hả? Nó sẽ giòn giòn nhưng mà cảm giác vị cái dầu nó hơi nhiều á, cho nên mình thích ăn cái sợi này hơn, nó không có bị giòn nhiều. Còn lại thì thịt này nè, mà cái này của bỏ nhiều ớt mà xài khuyên chưa, cái này là chắc là cũng giống nhau thôi. Cái này một phần là 55 bạc. Anh đánh giá 23 ba. 23 bạc là phải thử cái quán này. Khui sai khui me. Cái này là có 1 2 3 4 4 nhân. Cái này ở Việt Nam mình có không? Đủ rồi cưng. Giòn đâu? Nói lại đi. Nhân màu xanh là nhân gì? Nhân mận. Nhân này nè. Nhân hẹ. Ngon. Thêm á. Nhân này là nhân môn. Nguyên hộp này 40 bạc, 40 bạc. Ngon ha. À lòi mấy? Ừ. Bang mà nung nung ạ. À. Cái bột nó mềm mềm mềm. Không có bị gọi là gì nhão, không có bị dai á, mình nung nung. Quán này có hơn nổi tiếng luôn, chỉ là thừa là gì, môn khoai môn chi, khoai môn ốc còn khoai môn chi nhưng mà rất là ngon á, ai đến cái khu này cũng đều mua. Chiên tẩm đường đúng không? Gọi là ngào đường. Khoai môn chiên ngào đường. Thượt khoai mì má. Có này hả? 70 bạc. Nói chung là rất nổi tiếng, thấy ai cũng recommend cái quán này hết á, cho nên
Nhìn nó có vẻ ngọt ha. Đu quả đó. Ngọt, ngọt là quả. Ngon. Cứ nó mà lòi. Nóng. Nhưng mà cũng ngon, nhưng mà 70 bạc 50 ngàn, mắc hơn mấy quán bình thường ha. Nhưng mà chắc là do nổi tiếng. Thế sau đó cũng được, cũng hơi ngọt một chút xíu. Nhưng mà cái này chiên là nó bị mềm, nó không có bị khô cứng. Cũng được, có thể thử. Thôi chim đấy. Trong lúc nó mời đi ạ. Đó là sản sắp có sữa. Nó còn nổi tiếng à. Tụi mình tiếp tục đi ăn ở một quán nữa khá là nổi tiếng và lâu đời ở Thái, tên là Cô Bí. Thì quán này mở cũng tầm được hơn 70 năm đúng không mọi người? Tương đối là đông khách ha, tại vì món ăn cũng đa dạng á, và rất là ngon, cho nên hơi bị đông. Cái này gọi một set cà phê và trà dễ thương. Là uống cà phê, uống cà phê xong rồi thì bỏ thêm sữa hoặc là có sữa đặc và sữa tươi, rồi bỏ vô cái ly cà phê đó nếu như thích, rồi có đường rồi trà, rồi uống chung vậy đó. Nói chung là kết hai cái bé sữa thì chút xíu mà nha. So cute. Sao nhìn trong hình có vẻ cái ổ bánh mì nó bự giống như là bánh mì Việt Nam của mình, nhưng thật ra không phải. Cái là bánh mì này thôi, sandwich. Ăn chung với lại cái này, xong cái này là tiểu lọt. Ủa tiểu lọt. Rồi xong cái dĩa nó nhìn hay ha. Cái này là roti, bánh roti, roti chan kẹo quả. Cái kẹo quả là cũng ăn rất là truyền thống của Thái rồi, rất là phổ biến. Ủa nước ít vậy thôi hả? À, nó là cái nước sẵn rồi đúng không? Ăn đi coi nó sao. Có sườn. Cái này là gì? Đậu hũ hả? Đậu hũ sẽ đen thui vậy. Nhìn cũng ngon. Ăn đi xuống. Cái sợi này là giống cái sợi bự hồi nãy mình ăn lát na đúng không? Sợi hủ tiếu vậy. Rất là thơm. Cái quán này là người ta tới để ăn sáng này, cho nên nếu như mà đi vào buổi cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật thì rất là đông, nhất là buổi sáng. Nè, cây kiểu quả cày đó, chấm vô. Bỏ cái này lên cái này mới đúng. Cái cuốn là cái gì, cái cuốn curry
curry của họ, cái ớt của họ giả, có lại những cái hương thế và mấy cái gọi là gì, gia vị hả? Cái nguyên liệu là gì vậy? Nguyên liệu gia vị đúng không? Nguyên liệu mấy cái nguyên liệu của nái á, rất là thơm, rất là ngon. Món này recommend, cái món này đâu phải thử. Nước là không quá mặn mà nó béo béo, rất là thơm. Hay mà mình sẽ giới thiệu ở cái khu sầu chim xá này mà mọi người nên đến thử một lần, đó là quán Khà Nộm, quán Khà Nộm Băng Khỉn. Cái quán này á là họ xây dựng trong một cái ngôi nhà cổ, gần ngôi nhà cổ này gần 108 năm, rất là cổ kính luôn. Nhìn cái cấu trúc rất là thấy nó cổ rồi, vừa mới bước vào là thấy nó rất là mát luôn, nó rất là thoải mái dễ chịu luôn. Ok, bây giờ mình đi vào đó coi là có cái gì không nha. Không phải, mình đi vào đó coi là có những món bánh gì mình nên order ăn thử và cái cảnh bên trong nó như thế nào. Đi thôi. Đó, set Khà Nộm Thai. Tuyệt vời. Cái này không biết, cái này không có quen, hay là có thể là người ta design cho nó lại là... Ai đúng, mến ờ, anh ấy Khà Nộm Thui. Khà Nộm Thui là làm từ nước cốt dừa hả, với lại bột năng, không phải, bột gạo. Ừ, chắc là bột gạo. Ừ. Cái này là phở thon là người Thái rất là thích luôn, là vì nó tự nhiên là nó ngọt, ngọt ngọt, ngọt. Ừ, ngọt lắm đúng không? Ừ. Ngọt ngọt hay gì? Là tại mới có quạnh hoảnh, tại vì mình ngọt lắm, không phải là ngọt ngọt. Làm từ trứng. Trứng vịt, trồng đỏ của trứng vịt và đường. Rất là ngọt. Cái này là taco spa. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này không biết. Cái này cái đó giống như nhưng mà không biết cái là cái gì. Cái này là thon, thon nhiệt, thon giọt. Thon giọt. Thon giọt. Nếu như mọi người coi bộ phim vừa phê dịch đi quá là Thường Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, khi mà có Bella với lại Bóng Đông á, là sẽ biết là cái những cái Khà Nộm Thai này là nó mẹ Mali, không là cái chị đó là như là người bị nghĩ ra những cái tưởng là những cái món bánh này đặc biệt là phở thon này nè đó. Ok, bây giờ sẽ ăn thử cái này là không? Cái này là Khà Nộm Chánh. Khà Nộm Chánh giống như là bánh da lợn của mình á. Mấy cái Khà Nộm Thơm Chánh là nó là tầng, dịch ra là tầng là lớp, nhưng mà chánh này cũng giống như là chánh á, đọc từ chánh ra là người ta có cái mút, có cái hay chọc đó là Khà Nộm Chánh là bánh của ta chứ phải là bánh của mày. Khà Nộm Chánh mới say Khà Nộm Thơm.
ok. Và mình có cái này là smoothie mango, mango smoothie và cà phê và bánh, ok. Giờ ăn thử thôi. Nó không biết Michonne hết đâu kia nữa. Ăn cái gì đây? Ăn cái này đi, ngoại mấy ăn. Ngọt lắm. Ngọt lắm hả? Mình không thích ăn ngọt lắm. Mình cũng thích bánh lá nhưng mà nếu như mà nó không ngọt lắm thì ok. Thử cái này nha. Nó ngọt lắm. Uống cái này đỡ hả? Nó ngọt lắm. Nếu như mà bạn đã thích ăn ngọt thì ok. Mà đối với người Thái họ rất thích ăn luôn á. Kiểu lon ở đây đi. Ở đây á, lòng xanh thấy còn không? Mày tông Michonne à. Ăn đi còn. Ăn đi còn. Taco. Taco rồi à? Không sai. Khả nổi nuôi. Hồi nãy quay rồi, ở dưới nó có một cái lớp gì nữa, không phải là chỉ là nước đường. Cái quán thôi. Cái này ngon. Cái này không quá ngọt nha. Có vị muối, một chút muối nó ngon, béo rất là ngon. Ngon. Lướt 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 lướt. Sâu sâu vào. Hai cái này á nhau mà nó không có giống nhau. Giống nhau mà không giống nhau. Nó cũng giống nhau nè, nhìn cái hình thức nó cũng giống nhau nhưng mà ăn vào nó không có giống nhau. Mà không có diễn tả được, nói chung là cả hai đều béo béo đều ngon, ok, có thể thử. Rồi mình sẽ thử cái gì? Thôi vậy đủ rồi. Thôi cái này một miếng. Mình không biết cái này gọi là gì cho nên mình sẽ thử một miếng. Cái này ngọt hơn cái này. Mà nó có vị béo béo, có đậu xanh. Thơm ngon, cái như ăn chung với lại một cái set trà nữa thì rất là xuất sắc. Mọi người tới có thể thử gọi cái set này ha. Cái nhà này công nhận rất là cổ luôn. Thì nếu như là mình có cái nhà như vậy thì mọi người có thích ở không? Riêng mình thì thấy hơi sợ ma. Đó, như là cái bàn này có cái gương, buổi tối tưởng tượng mở cửa sổ ra ra mọi người thấy bóng người. Mọi người ơi, bây giờ đã ăn no say non đê rất là phê rồi. Thật ra hôm nay á, là dự định của mình đó là quay những cái quán món ăn lạ lạ giống như là trong video của anh Alex á. Nhưng mà không có may là những cái quán đó chủ nhật họ không có mở cửa. Mình quên hỏi trước, mình quên xem thông tin trước là chủ nhật có mở hay không. Ok, không sao, bữa sau mình sẽ quay lại. Nhưng mà dù sao hôm nay cũng đã ăn được những quán rất là ngon rồi, lâu lắm rồi á. Mới kiểu như là đi vừa đi ăn vừa ngồi ở quán ăn rồi ngắm cảnh Bangkok. Thì cái này gọi là cái khu cổ, rất là cổ ha. Nếu mọi người qua Bangkok chơi thì có thể qua ra cái khu này, Sảo Xin Xá này để đi thưởng thức những cái món như vậy. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại các video sau.